vị, trong 4 tháng đầu năm 2021, hoạt động xuất khẩu lúa gạo tiếp tục được cải thiện về chất. Theo số liệu từ Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, giá gạo xuất khẩu trung bình trong 4 tháng đầu năm đạt 534 USD trên 1 tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so giá gạo xuất khẩu trung bình của cả năm ngoái là 499 USD trên 1 tấn, thì mức giá xuất khẩu bình quân trong 4 tháng đầu năm đã tăng thêm 35 USD trên 1 tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam năm 2020, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo với 6,25 triệu tấn, bỏ xa Thái Lan với 5,27 triệu tấn. Trong năm 2021, Việt Nam vẫn có cơ hội giữ vị trí này bởi Bộ Thương mại Thái Lan chỉ đặt ra mục tiêu xuất khẩu gạo của nước này trong năm nay đạt khoảng 6 triệu tấn, trong khi Việt Nam vẫn có thể giữ được mức xuất khẩu ít nhất là tương đương với năm 2020. So với giá xuất khẩu bình quân cả năm ngoái, ước đạt 499 USD trên 1 tấn, tăng 13,3% so với năm 2019, thì mức giá xuất khẩu bình quân 4 tháng đã tăng thêm 35 USD trên 1 tấn. Mức giá xuất khẩu bình quân được cải thiện đã mang lại lợi ích to lớn cho người dân trồng lúa. Cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục chuyển dịch sang các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao, với giá bán và giá trị gia tăng cao hơn. Cùng với đó, người nông dân và các thương nhân xuất khẩu gạo cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, v.v.